phá thủy em lệ hoang mi. Rám rám hai đứa chụm đầu chia phần cho nhau. Phần em đó trên cả chín ngon lắm đó nghe. Ý trời ơi, nó còn sót trong bao đây nè. Thôi mà xin lỗi nha, đừng nhõng nhẽo nữa mà. Thôi mà em có chút xíu mà em cũng giận cũng hờn, tại cái bao nó còn kẹt một trái trọc, chờ ai ăn gian hồi nào mà em vẫn lấy người ta. Người nào mà thật là đáng ghét làm sao, anh mà biết hắn là ai đó thì anh nhường cho nó hay. Nói chơi cho vui vậy thôi, chứ kẻ nào mà muốn hái trứng cá cho em hả, thì phải bước qua xác chết của tôi rồi nghe. Chứ sao? Nếu vậy thì cười đi, đừng giận nữa làm gì. Đây nè mấy cành phương kia, để anh kết thành trong hoa tay cho dương miện. Em đổi tuyệt vời như một nàng tiên. Bắt đền hả? Bắt đền cái gì thì anh sẽ chịu hết. Chỉ xin một điều, cho anh được làm chú rể em. Ôi dành cây trứng cá, tuổi thơ qua máu quá, em sẽ xa lìa theo dấu chim trời. Thank you.
niên học này chẳng biết chúng ta sẽ về đâu khi mỗi người một ngã. Lòng thấy nao nao khi nhìn cây trưng ca, nhớ lại ngày qua bao kỷ niệm em đêm. Anh buồn gì biết có gặp lại nhau không, hay phải đành chia xa mãi mãi. Rồi mỗi khi đi ngang đây nhìn cây trứng cá, anh biết ai cho ai kỳ đã vắng em rồi. Nhịp cầu chưa hiểu về đâu, vậy là em đã hứa rồi đó nghe. Anh sẽ cố gắng học hành để mai mốt xin làm chú rể.